Xin chào mọi người, mình là Nhi Rùi. Chào mừng mọi người đến với video của mình. Trong video hôm nay, mình muốn giới thiệu đến mọi người một quyển artbook từ nhà Ghibli có tên là Dịch vụ chuyển phát của Kiki. Mời mọi người cùng mình tìm hiểu xem bên trong quyển artbook Kiki's Delivery Service sẽ có những nội dung gì nha. Mở đầu quyển sách là hình ảnh cô phù thủy nhỏ Kiki, cũng là nhân vật chính của bộ phim. Kể đến là một vài điều gửi gắm của họa sĩ Hayao Miyazaki đến với khán giả. Mọi người biết không, hình ảnh thành phố Corico được lấy cảm hứng từ một thành phố trên hòn đảo Gotland của Thụy Điển có tên là Visby. Thì sau khi phim Hàng xóm của tôi là Totoro được hoàn thành vào tháng 4 năm 1988, thì không lâu sau đó, họa sĩ Miyazaki đã bắt đầu làm phim Kiki's Delivery Service, một bộ phim được lấy cảm hứng từ châu Âu. Những thiết kế nhân vật Kiki ban đầu rất đa dạng, từ tóc ngắn nơ vàng đến tóc dài nâu với nơ đỏ, rồi sang tóc vàng và còn cả tóc cột hai chùm nghịch ngợm nữa. Khung cảnh căn nhà của ba mẹ Kiki là một khung cảnh màu xanh nên thơ nổi tiếng, rất là được yêu thích luôn. Để tạo nên một khung cảnh yên bình của cảng biển thì ở đây tác giả đã sử dụng một cái tông màu pastel nhẹ nhàng nên thơ, rất là đẹp. Tuy nhiên trái lại với cái tông pastel nhẹ nhàng thì những con phố mua sắm của thành phố Corico lại được lên màu rất là sặc sỡ. Và điều đó cho chúng ta thấy rằng trong những cảnh phim thì màu sắc đóng một vai trò rất là quan trọng. Và đây là tạo hình của nhân vật Tombo nè mọi người. Đây là thiết kế nhân vật Osono và chồng của cổ. Ban đầu thì ông chồng còn có râu nữa nha. Cá nhân mình cảm thấy là tạo hình nhân vật Kiki bằng bộ pyjama màu hồng này thật sự rất là dễ thương luôn á mọi người. Trong những khung cảnh background khi mà Kiki bay lên cao á thì tác giả đã sử dụng lục xa gần nè. Những cái ngôi nhà ở gần á thì to, còn ở xa thì nhỏ. Họa sĩ Miyazaki nói rằng ông ấy rất là thích nhân vật Ursula và ông lo lắng là cái phần lồng tiếng của Ursula sẽ không thể hiện được tính cách của cổ. Cho nên là nữ diễn viên Minami Takayama là người lồng tiếng cho Kiki á, cũng là lựa chọn đầu tiên cho vai Ursula luôn. Mặc dù là thực hiện cái nhiệm vụ kép này không có dễ dàng đối với cô ấy, nhưng mà họ vẫn muốn cổ lồng tiếng cho cả hai vai. Căn biệt thự xinh đẹp này thuộc về khách hàng của Kiki. Bà ấy là một bà lão rất là hiền từ, sống một mình với người giúp việc. Thì nhân dịp sinh nhật của cô cháu gái thì bà đã nhờ Kiki giao đến cho cô cháu gái một chiếc bánh nướng. Tuy nhiên cô cháu gái của bà ấy lại không trân trọng điều đó và điều này làm Kiki rất buồn. Ở cái phân đoạn khi mà Kiki cảm thấy buồn thì khung cảnh xung quanh cũng được thể hiện bằng một cái màu tím nghiêng về tông xanh, một cái màu tím lạnh. Và mặc dù có những cái ánh đèn nó từ trong nhà hắt ra, nhưng mà cái màu vàng này nó cũng rất là yếu ớt, nó nghiêng về tông xanh lá, nó vẫn thể hiện lên được cái sự lạnh và sự buồn bã của Kiki. Giống như là dù về nhà cũng không thấy khá lên được. Thì trên đường đi giao bánh cho Tombo, chúng ta thấy rằng màu tím vẫn còn đọng lại nhợt nhạt trong những khoảng bóng râm. Và chúng chỉ thật sự biến mất khi Tombo xuất hiện. Và lúc này khung cảnh đã hoàn toàn có những cái màu sắc tươi sáng rực rỡ. Tuy nhiên họa sĩ Miyazaki lại nói rằng ông thật sự nghĩ cái mối quan hệ lãng mạn giữa Kiki và Tombo là không cần thiết. Mà thay vào đó thì ông lại nghĩ là họ sẽ trở thành những người bạn tốt của nhau. Tombo thật sự là một cậu bé thông minh với những cái ý tưởng sáng tạo. Tuy nhiên theo họa sĩ Miyazaki thì trong cái thế giới này việc bay không có gì là quá xa lạ hết. Nên là xe đạp bay dường như cũng không hề xa vời chút nào. Và ông đã bỏ qua nhiều cái tiền đề ban đầu để ông nghĩ ra cái cảnh này. Bởi vì cảnh xe đạp chạy là phải vẽ rất là nhiều nét, cho nên là tốn nhiều thời gian để mô tả cái bánh xe đạp nó quay. Và ổng là phải quay rất là nhiều cảnh phim. Nhưng mà khi ghép lại thì cái cảnh quay này nó quá ngắn đi. Mà cho dù thế nào đi nữa thì ổng thật sự cần một cái cảnh phim mà Kiki thật sự bật cười. Bởi vì khi đó thì Kiki chịu mở lòng mình ra với mọi người xung quanh. Đây là bức vẽ của Ursula. Theo họa sĩ Miyazaki thì ổng nói ông quan trọng là Ursula vẽ gì,
miễn là nó có chứa tinh thần của cô ấy ở bên trong. Đây, cô ấy ở đây. Do bức tranh này có chủ đề liên quan đến bộ phim cho nên thực tế là họa sĩ phải lựa chọn một cái bức tranh mà nó phải có sức mạnh thực sự. Họa sĩ Miyazaki thật sự rất mong bản thân mình có thể tự hoàn thành cái bức tranh này sau khi ông làm xong hết những cái bản phân cảnh. Tuy nhiên do không đủ hồn lực cho nên là ông đã phải sử dụng cái bản in có tên là Ship Flying Over the Rainbow, có nghĩa là con tàu bay qua cầu vồng. Và tác giả của bản in này là giáo viên của một trường dành cho người khuyết tật. Và họ đã được sử dụng bức tranh dưới sự cho phép của người giáo viên và thêm cái gương mặt của Kiki vào kế bên gương mặt của con ngựa. Bây giờ Kiki đã có thêm một người bạn nữa là Ursula. Và chúng ta thấy cho dù Kiki có ngồi trong bóng tối đi nữa thì trong ánh tối đó cũng không còn màu tím, mà thay vào đó là những cái màu nâu ánh vàng rất là ấm áp, giống như con tim được sưởi ấm vậy đó. Và một người bạn nữa chính là người khách hàng với chiếc bánh nướng này đây. Ở phần cuối phim chúng ta thấy được là dường như tác giả đang rất là tiếc nuối với những tạo hình Kiki ban đầu của mình mà không được sử dụng. Vì thế cho nên là những hình ảnh sau đó ông đã tận dụng lại những cái ý tưởng ban đầu của mình. Nó xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ em bé cosplay Kiki cho đến là chiếc bánh mì có hình cô phù thủy treo trước tiệm bánh cũng có hình tóc dài nè, Kiki tóc dài. Mặc dù là phim hoạt hình, tuy nhiên mình nghĩ là họa sĩ Miyazaki luôn muốn những tác phẩm của mình chỉnh chu nhất có thể. Và nó còn thực tế nữa, điển hình như là chiếc tủ bánh nè, nó còn phản chiếu cả luôn cả chiếc xe và người phụ nữ đi ở ngoài đường nữa chứ. Đi ở ngoài đường của tiệm bánh, rồi hắt lên tấm gương, rồi sau đó thì hắt lên cái tủ bánh. Trời ơi, quá ư là chi tiết và thực tế luôn. Nè, tạo hình Kiki tóc nâu nè. Ở phần cuối cùng này là những cái cảnh phim, đi cùng với đó là sự miêu tả và những câu hội thoại. Thì trong đây hoàn toàn được viết bằng tiếng Anh, người ta in ra rất là kỹ luôn nè. Wow. Đó, có bao nhiêu cảnh phim thì ra hết luôn nè. Video dạo một dòng artbook của Ghibli đến đây là hết rồi. Mình cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye bye.